Giới thiệu với cả nhà, đây là vườn hồng nhá. Vườn hồng đủ các loại hồng hết các bạn ạ. Cổ Sapa cũng có, ngũ sắc cũng có, mà hồng điều, hồng đào. Có hết các bạn ạ. Thấy không? Rồi, chúng ta nhìn cái vườn đẹp không? Đấy. Tràn ngập hoa luôn nhá. Đây. Đây là cây ngũ sắc nhé các bạn nhé. Hoa ra đấy, trên một cây nó đủ các màu sắc luôn. Và các màu đấy. Đây. Thấy không? Đây là bông màu đỏ nhá. Thế nên lại chuyển sang màu này, màu kem này. Đây. Cái con lúc cái nụ này đây, nụ nó rất là đẹp chưa? Nụ đẹp chưa? Đấy. Các bạn đã thấy bao giờ thấy cái nụ đẹp như thế chưa? Đấy. Đây là một bông. Bông này là đang tầm giữa giai đoạn chơi. Kia là các bông hồng nhung quê, bông rất to, hoa rất bền luôn, đẹp lắm, thơm ngát. Bên đây là Sapa. Đấy. Sapa nhé. Bây giờ là mùa hè rồi cho nên là Sapa ở đất Hà Nội này nó không được đẹp lắm. Bông nó bé và nó bị xoăn, hơi xoăn. Đấy. Bạn thấy chưa? Tiếp đến là hồng này có màu là vàng xanh nhé, vàng xanh xanh, rất là đẹp. Đó. Cánh xếp rất là tuyệt vời luôn. Tiếp theo lại một bông này, thấy không? Rất đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Đó. Hoa to. Đấy, đây bông hồng nhung thơm ngát luôn, cánh rực. Hồng nhung thì được cái là bông to, hoa đẹp, thơm, đặc biệt nhất là nó thơm, rất là thơm. Các bạn lại tiếp tục được ngắm hồng điều. Hồng này nó rất là hay, lúc thì nó trắng, lúc thì nó hồng. Đó. Đẹp lắm các bạn ạ. Cây này được cái cây bông sai, cây khỏe nhiều cành. Đây nha, chúng ta cùng ngắm hồng nhung nhé. Ui, thơm lắm luôn. À,
thơm lắm luôn. Các bạn hãy hít hà một hơi, một hơi thật sâu để thưởng thức hương thơm của hoa hồng nhung. Đấy. Giữa núi rừng nha. Giờ các bạn sẽ tiếp tục được ngắm một cái loài hoa mới, mới chơi được khoảng 2 năm nay nhé. Trên thị trường đó là hoa tố nữ. Cây rất khỏe, bông sai, lá cũng đẹp mà bông cũng đẹp. Đây, cánh với bông này. Hoa này nó chỉ có mỗi tội là nó không có hương thơm như hoa hồng nhung. Nhưng mà nó cái đặc biệt của nó là nó chơi rất lâu. Thời gian chơi hoa đẹp là trong vòng khoảng 2 tuần. 2 tuần các bạn ngắm hoa thì thoải mái luôn. Đây nha. Nụ này. Thấy chưa? Đấy, các bạn đếm xem được bao nhiêu nụ. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 nụ liền nhá. 8 nụ liền. Ui, bao nhiêu mầm nụ nữa này, bao nhiêu mầm nụ nữa. Đẹp lắm. Đẹp tuyệt vời luôn nha. Đấy. Thấy chưa? Sống là chỉ ngắm hoa, thưởng thức, chơi hoa và ngắm thôi. Đó. Đây, các bạn lại được thưởng thức tiếp. Đổi màu đây. Đổi màu của tôi đây. Đây, các bạn nhìn cái nụ nó này. Đấy, lúc nụ, nụ bé nha, xong là nó mở cánh ra đây. Đấy, nó mở cánh nha, đẹp không? Tuyệt vời luôn nha. Tiếp theo chúng ta lại được ngắm tiếp những bông hồng nhung nhé. Đây, hai bông hồng nhung. Thật tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn nhìn bông. Bông nó đẹp không? Cánh rất là đẹp. Đấy, con ong. Con ong. Con ong nó đang vào đây nó lấy nhụy nhá. Đấy. Loại này loại ong mật ruồi, ong bé tí. Nó không to. Đấy không? Đấy, cây này nó chùm rất là nụ này. Đấy, cả chùm mà. Đây. Rồi. Úi xưa. Đẹp lắm. Hãy thưởng thức nào. Tố nữ, tiếp tục tố nữ nhá. Ngắm Sapa này, cổ Sapa đấy nhá. Cổ Sapa này đẹp không? Màu rất là đẹp, bền. Đây. Cổ Sapa rất tuyệt vời luôn. Thank you.
nhà thấy đẹp không? Bông này bông đổi màu nhá. Đấy. To lắm, hoa to. Cánh rất là cứng luôn. Bền. Cảm ơn cả nhà đã xem video nhá. Nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình để tiếp tục xem các cái video khác về hoa hồng của mình nhá. Mình chỉ chơi giới thiệu hoa để chơi thôi nhá. Xin chào cả nhà.